Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Khánh vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện. Dự thảo do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện chủ trì soạn thảo, dự thảo đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2023 giảm 0,15%, khoảng 68 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, hỗ trợ xây dựng nhân rộng hai mô hình dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, khởi nghiệp, phù hợp, phân đấu 80% người có khả năng và nhu cầu lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn tham gia chương trình được tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, nông, lâm, ngư nghiệp. Tham gia ý kiến phản biện, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện, qua đó nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người dân hộ nghèo cận nghèo trong giai đoạn mới đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn căn cứ cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu giải pháp giảm nghèo phân công nhiệm vụ trách nhiệm của các tập thể cá nhân thời gian kinh phí hỗ trợ các đối tượng phát triển kinh tế tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản